Luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đang phát huy hiệu quả tích cực. Nhờ đó, trật tự an toàn giao thông đã được kiềm chế. Tai nạn giao thông liên tục giảm sâu cả 3 tiêu chí, số vụ, số người thiệt mạng, bị thương. Minh chứng rõ nét là trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, số vụ tai nạn giao thông và số người chết giảm so với 7 ngày Tết của năm 2020. Nghị định 100 đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt về ý thức và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 7 ngày Tết Nguyên đán 2021, từ 29 đến mùng 5 Tết, toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 109 người, bị thương 123 người. So với 7 ngày Tết năm 2020, tai nạn giao thông giảm 16 vụ, giảm 24 người chết và giảm 51 người bị thương. Số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông bình quân mỗi ngày, chúng tôi thống kê tháng 1, bình quân mỗi ngày là giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Và cái thứ hai là sau 3-4 ngày đầu tiên thì có một vài phản ứng tiêu cực. Nhưng sau chỉ 2 tuần thôi thì cái sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là rất cao. Từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, trong các cuộc vui, quán nhậu, không còn cảnh ép nhau uống rượu khi biết phải lái xe. Nhiều người xác định đã uống rượu bia là không lái xe và đi phương tiện công cộng. Theo thống kê, năm 2020, cả nước xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm số người bị chết vì tai nạn giao thông giảm xuống dưới 7.000 người. Nhiên là em sẽ không lái xe khi uống rượu bia. Vì sao? Vì nó rất là nguy hiểm khi lái xe trên đường. Và cũng mong anh em lái xe là thực hiện tốt những cái chủ trương của nhà nước để giảm thiểu giao thông. Những hành vi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, chất kích thích có mức xử phạt tương đối cao đã tạo sức răn đe, đồng thời tạo ý thức trong đại bộ phận người tham gia giao thông. Nghị định 100 và cái luật tác hại của rượu bia đã đi vào cuộc sống. Người dân đã đón nhận cái này bằng cái hiện thực cụ thể, chấp hành tốt hơn, thượng tôn pháp luật tốt hơn, tin rằng là đây là cái số liệu phản ánh đúng cái thực trạng. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tiếp tục là công tác thường xuyên, liên tục ở tất cả các địa bàn, kể cả khu vực nông thôn, miền núi, bởi đây là những khu vực người dân có thói quen sử dụng bia rượu nhiều nhất. Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường thêm quân số để kiểm tra xử lý nồng độ cồn với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông có nguyên nhân từ việc lái xe, sử dụng rượu bia.